Thưa quý vị, hiện nay tại những đợt cao điểm hạn mặn từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm, việc thiếu nước ngọt khiến người dân ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lâm vào cảnh điêu đứng. Trước tình hình đó, thì nhiều nhà khoa học đã tìm kiếm các giải pháp, từ những công nghệ xử lý nước ô nhiễm đến những giải pháp như biến nước biển thành nước ngọt. Tuy nhiên, thì giá thành cao, hiệu quả lại thấp, khó vận hành nên nhiều sáng kiến chưa được đông đảo người tiêu dùng đón nhận. Trước thực tế đó, thì tiến sĩ Đỗ Hữu Quyết cùng cộng sự đã sản xuất và thương mại hóa thành công hệ thống lọc nước sử dụng công nghệ CDI có khả năng xử lý đa ô nhiễm và nước nhiễm mặn phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. Đây là thiết bị được tiến sĩ Đỗ Hữu Quyết giới thiệu tại hội thảo Phát triển và tự chủ công nghệ nước siêu tinh khiết, hành trình khởi nghiệp tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông cho biết, hiện nay nhiều mẫu nước sinh hoạt thành phố Hồ Chí Minh không đạt tiêu chuẩn, một số bộ phận người dân Hà Nội chưa có nước sạch để dùng. Nguồn nước ngầm đồng bằng sông Hồng trước thực trạng bị ô nhiễm. Trong khi đó, các công nghệ lọc nước hiện nay lại chưa đáp ứng được đầy đủ vấn đề này. Mình nhận được rất nhiều câu hỏi là làm sao để xử lý được cái xâm nhập mặn, và khi mà mình chia sẻ những cái công việc mình đang làm, các công nghệ mình đang sử dụng, họ cũng hỏi luôn là công nghệ này có xử lý được mặn hay không. Thì mình cũng suy nghĩ và phát hiện ra là có những cái cơ chế nó giúp hấp thu muối ở trong nước. Thế là mình mới nói là mình có khả năng, thì mình mới thử làm khoảng mấy chục thí nghiệm thì bắt đầu ra cái hiệu ứng, và khoảng mấy trăm thí nghiệm thì chúng ta ra được cái mô đun nó khá là hiệu quả. CDI là công nghệ mới nhất hiện nay trên thế giới để xử lý các chất hòa tan trong nước, bao gồm muối và các chất gây ô nhiễm. CDI dùng phương pháp điện phân, dùng điện cực để hút các ion hòa tan trong nước như ion kim loại nặng, các chất độc. Nguyên lý của CDI là cho nước đi song song với màng điện cực nên không gây áp lực cao làm rách màng, gây thất thoát vi khuẩn và chất độc hại. Vì thế tuổi thọ màng khá cao, khoảng 10 năm. Và khi mà nghiên cứu bắt đầu từ sản phẩm này thì nó thể bạn có những cái nền tảng kiến thức chuyên môn về vật lý rất là tốt, đặc biệt kiến thức chuyên môn về siêu tử điện, kiến thức chuyên môn về điện dung, kiến thức chuyên môn về quá trình điện ly, các quá trình trao đổi cation và anion. Và chính vì thế cho nên là cái sản phẩm của bạn ấy thì nó có cái lõi công nghệ, nó mang cái tính ứng dụng và nó phù hợp với cả thị trường, từ dân dụng cho đến quy mô trung bình cho đến quy mô công nghiệp ở các ngành nghề. Đặc biệt công nghệ này giữ được đến hơn 90% nước, khử trên 99% vi khuẩn mà còn giữ lại các khoáng chất có lợi như natri, kali, lipid, HCO3, một phần canxi, magie. Đây là điều mà công nghệ phổ biến hiện nay là màng lọc RO không làm được. Tiêu chuẩn nước đầu ra đạt 22 chỉ tiêu hóa lý, bao gồm cả chất khó lọc như nitrat, nitrit theo chuẩn nước uống trực tiếp của Bộ Y tế. Thiết bị sử dụng ở đây là tiêu tốn rất ít năng lượng, đồng thời là an toàn trong sử dụng, bởi vì điện áp rất là sử dụng là hệ thống siêu tụ điện với điện áp đặt vào là chỉ có hơn 1V thôi. Điều đó thì cho thấy là đảm bảo trong việc an toàn đối với cả cán bộ, sinh viên khi vận hành, và đồng thời thiết bị có tính chất là sử dụng trên những cái thiết bị mà sử dụng có khả năng lâu dài. Sản phẩm hiện được lắp đặt tại hàng trăm hộ gia đình cả nước. Ngoài xử lý nước mưa, sản phẩm có thể xử lý nước máy, nước nhiễm phèn, nhiễm mặn. Hệ thống này cũng có thể phát triển ở quy mô công nghiệp, giúp các nhà máy có thêm lựa chọn trong xử lý nước. Có thể thấy nghiên cứu này có ý nghĩa thực tiễn với nền khoa học và ngành máy lọc nước, đặc biệt là cùng xây nền móng cho việc doanh nghiệp Việt Nam tự phát triển và nghiên cứu, tự chủ về công nghệ.